kinh hoa nghiêm đại phương quảng phật hắn dịch sa môn thật xoan An đà việc dịch tỳ kheo thích minh định hòa thượng tuyên hóa giảng giải tập năm quyển sáu phẩm như lai hiện tướng thứ hai giảng giải như lai là, là một trong mười hiệu của phật trong kinh kim cang có nói như lai giả, vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh như lai, nghĩa là bậc như lai chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, nên gọi là như lai. Còn có một ý nghĩa nữa là, thừa như thật đạo, lai thành chánh giác. Như thật tức là chân lý nhất chân pháp giới, như là bổn thể của các pháp, lai là dụng của pháp, từ thể khởi dụng, cho nên gọi là như lai như là tĩnh, lai là động, mà cảnh giới của kinh hoa nghiêm là động tĩnh như một, tức cũng là động chẳng ngại tĩnh, tĩnh cũng chẳng ngại động. Đây là cảnh giới hữu tường vô ngại, tức là như lai. Hiện tướng là Phật thì hiện tướng. Phật vốn là vô tướng, vì muốn giáo hóa tất cả chúng sinh cho nên ở trong vô tướng, mà hiện ra 32 tướng 80 vẻ đẹp phẩm này thuộc về phẩm thứ hai trong kinh hoa nghiêm nói rõ đạo lý vì sao như lai hiện tướng cho nên gọi là phẩm như lai hiện tướng thứ hai như là tĩnh lai là động mà cảnh giới của kinh hoa nghiêm là động tĩnh như một động tĩnh không hai tức cũng là động chẳng ngại tĩnh tĩnh chẳng ngại động hỗ tường vô ngại tức là như lai còn có lối nói khác như là lý thể lai là sự tướng như là vô sở y hồng chỗ nương Lai là có sở y, có chỗ nương. Đây cũng là sự chẳng ngại lý, lý chẳng ngại sự, sự lý viên dùng. Hiện tại nói về như lai hiện tướng, tức là khi Phật ban đầu thành tránh giác, ở dưới cội bồ đề, ở trong đại chúng hải hội, tại bồ đề đạo tràng, hiện ra cảnh giới thần đại hoài đức, thần thông lực không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là phần như lai hiện tướng. Kinh văn Bây giờ các Bồ Tát và tất cả chủ thế gian bèn nghĩ như vậy. Bây giờ, tức là lúc Phật nói Phẩm Như Lai hiện tướng, tất cả các Bồ Tát và tất cả thế gian chủ mọi người đều sinh ra ý niệm quán tưởng cảnh giới của Phật. Ví như tại sao Phật là hiện tướng, các ngài nghĩ ra 10 vấn đề để hỏi Phật. Một, thế nào là chư Phật địa? Hai, thế nào là cảnh giới của chư Phật? Ba, thế nào là chư Phật gia trì? 4. Thế nào là sự thực hành của chư Phật? 5. Thế nào là lực của chư Phật? 6. Thế nào là vô sở ý của chư Phật? 7. Thế nào là tam muội của chư Phật? 8. Thế nào là thần thông của chư Phật? 9. Thế nào là tự tại của chư Phật? 10. Thế nào là không thể nhiếp trì của chư Phật? Ngưỡng mong Phật tử vi vì đại chúng giải thích tỉ mỉ. Thế nào là chư Phật địa? Hiện tại tất cả Bồ Tát và tất cả chủ thế gian đều muốn biết thế nào là chư phật địa vì các ngài đều chẳng minh bạch cảnh giới của chư phật đều muốn biết rõ thế nào là chư phật địa giống như chúng ta lúc tham thiền tham niệm phật là ai cùng một đạo lý như thế phật địa này hay sinh ra tất cả chúng sinh bồ tát duyên giác là hán chúng sinh đều từ phật địa sinh ra chẳng những tất cả bồ tát từ phật địa sinh ra phật địa là nơi tất cả bậc thánh hiền ở cũng là nơi tu hành, là nơi phước huệ đầy đủ, nhất định phước cũng đầy đủ mới chướng đến Phật địa. Tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ còn chưa minh bạch cảnh giới Phật địa, hiện tại chúng ta giảng về Phật địa chỉ có thể giảng một chút đạo lý bên trong mà thôi, cứu kính Phật địa diệu không thể tả. Bây giờ chỉ nói đại khái, về sau sẽ nói tỉ mỉ rõ ràng. Thế nào là cảnh giới của chư Phật? hiện tại tất cả bồ tát và tất cả thế gian chủ đều muốn biết cảnh giới của chư Phật như thế nào, cảnh giới của chư Phật vô lượng vô biên như hư không, hư không như thế nào, thì cảnh giới của Phật như thế ấy. Do đó nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tỉnh ý mình như hư không. Bạn nghĩ muốn biết cảnh giới của Phật thì hãy thanh tịnh ý niệm như hư không ở trong hư không trùng đa vạn tượng sơn hà đại địa nhà cửa lâu đài đều hàm tàng ở trong hư không cho nên cảnh giới của phật có thể nói là chẳng có chẳng có cảnh giới mới là cảnh giới trần tránh tại sao lại nói chẳng có cảnh giới vì chẳng phải một thứ cảnh giới mà là hết thảy cảnh giới muốn nói ra hết thảy cảnh giới thì nói chẳng hết được chỉ có thể nói chẳng có cảnh giới giống như hư không bao hàm hết tất cả chẳng có một vật nào mà vượt ra ngoài hư không cũng có thể nói là chẳng có bất cứ cảnh giới nào vượt ra ngoài cảnh giới của phật cảnh giới của phật là hư không bao la vạn tượng tức cũng là quét tất cả pháp lìa tất cả tướng quét sạch tất cả các pháp lìa khỏi hết thảy mọi tướng chẳng còn thứ gì cả thì giống như hư không trong kinh tứ thập lục có nói cảnh giới của phật có mười thứ một tất cả chư Phật ngồi kiết già đầy khắp mười phương vô lượng thế giới hai tất cả chư Phật nói một câu nghĩa đều khai thị tất cả Phật pháp ba phóng một luồng quang minh đều chiếu khắp tất cả thế giới bốn trong một thân đều thị hiện tất cả thân năm ở trong một nơi mà thị hiện tất cả thế giới sáu ở trong một trí mà thấu rõ tất cả các pháp chẳng có quái ngại bảy ở trong một niệm mà đến khắp mười phương thế giới 8. Ở trong một niệm mà hiện vô tượng oai đức của Như Lai 9. Ở trong một niệm mà duyên khắp Phật ba đời và tâm chúng sinh chẳng tạp loạn 10. Ở trong một niệm đến đi khiến tất cả chư Phật thể đồng không hai Đó là cảnh giới của Phật Thế nào là sự gia trì của chư Phật? Hiện tại chúng ta đều được Phật gia trì khiến cho tâm bồ đề của chúng ta tương tục chẳng quên mất. Nhờ Phật gia trì, khiến cho chúng ta tất cả đều cắt tưởng như ý bất quá chúng ta chẳng biết mà thôi chúng ta đang ở trong pháp thân của phật hồn đúc pháp của phật mà chẳng biết nếu tu thành tránh quả hoặc khai mở ngũ nhãn thì sẽ biết tất cả đều nhờ phật gia trì sức gia trì này cũng tận hư không khắp pháp giới bất cứ chúng sinh hữu tình hoặc vô tình đều được phật gia trì ở trong kinh ngũ thập bát có nói phật gia trì có mười thứ một, ban đầu phát tâm Bồ Đề. Hai, đời đời kiếp kiếp đều giữ tâm Bồ Đề khiến cho chồng quên mất. bà ra các ma sự đều có thể xa lìa. Bốn, Nghe các ba la mật, theo như nói mà tu hành. Năm, biết khổ sinh tử mà chẳng nhàm chán. Sáu, quán pháp thông sâu, được vô lượng quả. Bảy, vì các chúng sinh mà nói pháp nhị thừa mà chẳng chứng lấy thừa giải thoát đó. 8 thi quán pháp vô vi mà chẳng trụ ở trong đó nơi hữu vi vô vi chẳng sinh hai ý nghĩ chín đến nơi vô sinh mà hiện thọ sinh mười tùy chứng được nhất thiết trí mà khởi bồ tát hạnh chẳng đoạn hạt giống bồ đề đây là mọi thứ như đức phật gia trị bây giờ kể một câu chuyện khi phật còn tại thế ở trong thành chiêm bà thì có một ông trưởng giả giàu có rất có địa vị trong xã hội khổ một nỗi là chẳng có con để nối dõi ông ta phát tâm cúng dường những người ngoại đạo để cầu cho được con chẳng bao lâu vợ của ông mang thai ông ta rất vui mừng bèn nói với những người ngoại đạo rằng vợ của ông đã mang thai ông ta lại hỏi kẻ ngoại đạo vợ của ông ta mang thai con trai hay con gái kẻ ngoại đạo nói là đứa con gái ông trời giả nghe nói là đứa con gái lại buồn rầu lo lắng lên tương lai chẳng có ai thừa kế tài sản của ta vì con gái chẳng có quyền thừa kế di sản ta có nhiều tài sản biết làm sao đây có vị thiện trí thức đến thăm ông ta thấy ông ta buồn rầu vô hạn bèn hỏi rằng sao ông lại quá buồn rầu như thế ông trời giả nói vợ của tôi mang thai thỉnh cầu các vị đạo sĩ tiền đoán họ đều nói là con gái Tôi tôi đã già, tài sản vô số, tương lai biết phải làm sao, cho nên tôi rất buồn bã vô cùng. Vị thiện trí thức đó nghe xong, bèn nói với ông ta, Đức Phật Thích Ca có đại thần thông, đã khai mở ngũ nhãn, biết được nhân duyên vô lượng kiếp do ông không đến hỏi Phật, cầu Phật chỉ thị. Do đó ông trưởng giả, bèn đến trốn Đức Phật đành lễ rồi bèn hỏi Phật xin cầu đức thế tôn tử bì vợ của con mang thai là con trai hay con gái xin nói cho con biết Phật nói ông hãy yên tâm chắc chắn là con trai mà tướng mạo rất tuấn tú ông trường giả nghe rồi rất hoan hỉ trở về nhà đem tiền này nói với đám đạo sĩ đám đạo sĩ ngoại đạo bèn sinh tâm đố kỵ bài kế để hại chết vợ của ông trường giả do đó bèn dùng chất độc bỏ vào trái am la bảo ông trưởng giả mang về nhà cho vợ ăn và còn dặn dạ nói nếu ăn trái này thì thai nhi trong bụng của vợ ông nữ cũng biến thành nam phước đức vô cùng tướng mạo xinh đẹp ông trưởng giả cho là thật bèn cho bà vợ ăn quả am la chưa được bao lâu thì bà vợ chết trong tình trạng bối rối bèn đem bà vợ đi hỏa táng lúc đó đức phật thích ca ở trong định biết được sự việc đó lập tức đi đến nơi ông trường già thấy phật nổi giận nói đức thế tôn có phải ngài nói dối chăng ngài nói vợ của tôi sẽ sinh con trai bây giờ vợ tôi đã chết làm sao sinh con trai việc này ngài tính xa đây phật tử bi an ủi ông ta nói lúc đó ông chỉ hỏi ta thai nhi là con trai hay con gái nhưng ông chẳng hỏi ta mạng sống của vợ ông dài hay ngắn tuy bây giờ vợ ông đã chết nhưng ta tin chắc rằng ông vẫn còn đứa con nếu ông không tin thì hãy xem thân thể của vợ ông thì sẽ biết lúc đó lửa thiêu đến bụng vợ của ông trường giả thì từ trong bụng sinh ra một cậu bé rất tự nhiên ngồi trong lửa phật bảo ông trường giả vào trong lửa bồng cậu bé ra lúc đó đám đạo sĩ cấm không cho ông trường giả vào bồng cậu bé ra ông trường giả bèn nói phật bảo tôi vào địa ngục a để lửa giữ còn không thể thiêu thân hạ huống là lửa thế gian chẳng đủ để sợ do đó ông ta vào trong lửa, mát mẻ giống như xuống dưới hồ nước bồng cậu bé ra, tùy đứa bé ở trong lửa, nhưng chẳng tổn hại mảy lông nào. Ông trường giả đưa cậu bé cho Đức Phật, và đón nhận đứa bé rồi nói với ông trường giả, mạng sống của tất cả chúng sinh giống như bong bóng nước là vô thường. Đứa bé này lửa thiêu đốt chẳng chết là do thuở xưa cậu ta đã tạo quả báo chẳng sợ lửa thiêu đốt, cho nên lửa thiêu đốt chẳng chết chẳng phải ta làm. ông trưởng giả sĩ si Phật đặt tên cho cậu bé. Phật nói, đứa bé này sinh ra ở trong lửa mạnh, lửa tiếng phạn gọi là thụ đề, đặt tên là thụ đề. Thế nào là việc làm của chư Phật? Tất cả bồ tát và tất cả thế gian chủ đều muốn biết việc làm của chư Phật như thế nào. Việc làm của tất cả chư Phật mười phương ba đời là giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều thành Phật đạo. Việc làm của chư Phật đều hợp với trùng đạo, tức chẳng thái quá cũng chẳng bất cập. Chư Phật có người thứ giáo hóa mà chẳng lỗi thời. Một, tất cả chư Phật thành tránh giác chẳng lỗi thời. Hai, tất cả chư Phật thành thuộc chúng sinh có duyên chẳng lỗi thời. Ba, tất cả chư Phật vì chúng sinh thọ ký chẳng lỗi thời. Bốn, tất cả chư Phật tùy thuận tâm chúng sinh để thể hiện đủ thứ thần thốc lực chẳng lỗi thời năm tất cả chư phật theo sự hiểu biết của chúng sinh để thể hiện đủ thứ thần phật chẳng lỗi thời sáu tất cả chư phật trụ ở đại xà chẳng lỗi thời bất cứ gì cũng đều xả bảy tất cả chư phật vào các tụ lạc chẳng lỗi thời tám tất cả chư phật nhiếp các định tín chúng sinh chẳng lỗi thời chín tất cả chư phật điều phục ác tánh chúng sinh chẳng lỗi thời mười tất cả chư phật hiện bất tư nghỉ thần thông chẳng lỗi thời tóm lại tất cả việc làm của chư phật đều đúng thời đúng lúc chẳng thái quá hoặc bất cập thế nào là lực của chư phật tất cả bồ tát và tất cả thế gian chủ đều muốn biết lực của chư phật như thế nào lực của chư phật vô lượng vô biên có lực không thể nghĩ bàn. cộng lại có ba thứ thập được trong phẩm thứ nhất đã nói qua một thứ thập được bây giờ lực nói ra hai thứ thập được khác Tập lực thứ hai của chư Phật một Lực lượng rộng lớn 2. Lực lượng vô thượng 3. Sức lực vô lượng 4. Sức lực đại oai đức 5. Sức lực khó được 6. Sức lực bất thoái Sức lực không thối tâm bồ đà 7. Sức lực kiên cố 8. Sức lực không thể hoại 9. Sức lực tất cả thế gian không nghĩ bàn 10. Sức lực tất cả chúng sinh không động được Đây là 10 thứ lực của Kinh Hoa Nghiêm dưới đây là 10 thứ lực trong kinh hoàng nghiêm xứ sao. Thập lực thứ ba của chư Phật một Lực thân mạng không thể hoại 2. Lực lỗ lông dung chỉ 3. Lực sợi lông giữa núi lớn 4. Lực định dụng tự tài 5. Lực thường diễn pháp khắc 6. Lực đức tướng hàng ma 7. Lực viên âm triệt khắc 8. Lực tâm không chứa ngại 9. Lực pháp thân vi mật 10. Lực đầy đủ hạnh trí ở trong mỗi thứ lực có rất nhiều ý nghĩa, trong kinh văn ở dưới sẽ nói rõ. Thế nào là vô sở ý của chư Phật, tất cả Bồ Tát và tất cả thế gian chủ đều muốn biết sức vô ý của chư Phật như thế nào. Chư Phật thì chẳng sợ hãi gì cả, còn tất cả chúng sinh thì còn có sự sợ hãi. Sự vô sở ý của chư Phật cũng vô lượng vô biên, nói sở lượng về mười thứ vô sở ý. Một văn chỉ vô sở ý, hai biện tài vô sở ý, ba nhị không vô sở ý, nhân cũng không pháp cũng không bốn oai nghi chẳng thiếu vô sở ý, năm ba nghiệp không lỗi vô sở ý, thần khẩu ý ba nghiệp chẳng phạm lỗi sáu ngoại hộ vô sở ý, bên ngoại hộ chỉ phật pháp thiền mà ngoại đạo chẳng làm gì đạo bảy chánh niệm vô sở ý, tám phương tiện vô sở ý, chẳng sợ sinh tử chín nhất thiết trí vô sở ý chẳng sợ nhị thừa mười đủ hạnh vô sở ý đầy đủ lục độ phạt hạnh tu hành viên mãn đây là đại khái sơ lược về mười vô sở ý nếu nói rộng ra thì vô lượng vô biên đạo lý thế nào là tác muội của chư phật tất cả bồ tát và hết thầy thế gian chủ đều muốn biết tam muội của chư phật như thế nào Tác muội dịch ra nghĩa là tránh định chẳng tà tức là tránh chẳng suy nghĩ là định, còn gọi là tránh thọ. Đào muội của Phật cũng vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Nói sơ lược cũng có 10 thứ định. Một, tất cả chư Phật thường ở trong định, ở trong một niệm đến khắp mọi nơi khắp vì tất cả chúng sinh sẽ nói diệu pháp. Hai, lại khắp vì chúng sinh nói hết pháp vô ngã tế. Ba, tất cả chư Phật ở trong định, khắp vào đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, vỗ tường chẳng có chướng ngại bốn tất cả chư Phật ở trong một niệm chánh định có thể vào khắp hết thảy cõi Phật rộng lớn trong mười phương năm lại có thể hiện ra khắp vô lượng đủ thứ thần Phật sáu lại có thể tùy thuận hết tất cả chúng sinh đủ thứ tâm hiểu biết mà hiện ra tướng bao nghiệp thanh tịnh bảy tất cả chư Phật ở trong một niệm chánh định vì tất cả chúng sinh nói pháp địa khỏi ái dục đắc được lý thể chân thật 8. Lại có thể diễn nói tất cả nhân duyên sinh khởi của tự tánh. 9. Lại có thể thị hiện sự trang nghiêm rộng lớn của thế gian và xuất thế gian, khiến cho tất cả chúng sinh thường thấy Phật. 10. Khiến cho tất cả chúng sinh đều đáp được, thông đạt tất cả Phật pháp vô lượng giải thoát, cứu kính đến được bờ bên kia vô thượng. Thế nào là thần thông của chư Phật, tất cả Bồ Tát và hết thảy thế gian chủ? Đều muốn biết thần thông của chư Phật như thế nào, thần thông của Bậc A-La-Hán đã không thể nghĩ bản thiên biến vạn hóa, sự giơ tay giở chân đều khiến cho trời đất chấn động. Thần thông diệu dụng của Bồ Tát càng diệu không thể nói, còn thần thông của Phật thì chẳng cách gì hình dung được, nói sơ lược về mười thứ. Một tha tâm trí thông, Tất cả chúng sinh có bao nhiêu thứ tâm, như Lai đều biết đều thấy. Tại sao Phật biết được tâm của chúng sinh? Vì Phật có tha tâm thần thông trí huệ Hai thiền nhãn trí thông, chẳng những Phật biết tâm của chúng sinh ở nhân gian, mà còn biết được tâm của chúng sinh ở trên trời. Làm sao biết được? Vì Phật có thần thông thiền nhãn trí huệ ba trí thông biết túc mạng đời quá khứ phật biết sự việc vô lượng đại kiếp về trước đây là thần thông túc trụ trí huệ bốn tận vị lai kiếp trí thông phật chẳng những biết sự việc đời quá khứ mà còn biết sự việc đời vị lai đây là thần thông tận vị lai tế kiếp trí huệ nằm vô ngại thanh tịnh thiên nhĩ thông phật lại có thần thông trí huệ thiên nhĩ không gì chớ ngại và thanh tịnh sáu. vô thể tánh chẳng động đến tất cả cõi Phật trí thông, Phật chẳng dày tòa ngồi, mà tự nhiên đến khắp tất cả cõi nước chư Phật, truyền đại Pháp Luân, giáo hóa chúng sinh, vì Phật có thứ thần thông trí huệ này. 7. Phân biệt tất cả lời lẽ trí thông, tất cả chúng sinh trong vô lượng thế giới đủ thứ lời lẽ, Phật đều phân biệt rõ ràng vì có thần thông trí huệ này tám vô sắc thần trí thông Phật vì giáo hóa chúng sinh mà hiện ra đủ thứ diệu sắc thân vì có thần thông trí huệ này chín tất cả pháp trí thông bất cứ pháp gì Phật cũng đều thông đạt vô ngại vì có thứ thần thông trí huệ này mười vào tất cả diệt tận định trí thông ở trong niệm niệm hay vào tất cả pháp diệt tận định Phật có thứ thần thông trí huệ này còn có mười thứ thần thông một tất cả chư Phật có thể ở trong một hạt bụi, hiện ra bất khả thuyết, bất khả thuyết, chư Phật xuất hiện ra đời. Hai, tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện ra vô lượng thân Phật, truyền tại pháp luân. Ba, tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, khiến cho tất cả chúng sinh thọ hóa điều phục. Bốn, tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, hiện ra vô lượng cõi nước chư Phật. Năm, tất cả chư Phật ở trong một hạt bụi, vì tất cả Bồ Tát thọ ký. 6. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, hiện ra hết thảy tất cả chư Phật quá khứ, vị lai và hiện tại. 7. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, hiện ra hết thảy tất cả loại thế giới quá khứ, vị lai và hiện tại. 8. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, hiện ra hết thảy tất cả thần thông quá khứ, vị lai và hiện tại. 9. Tất cả chư Phật ở trong một niệm, hiện ra hết thảy tất cả chúng sinh quá khứ, vị lai và hiện tại mười tất cả chư Phật ở trong một niệm hiện ra hết thảy tất cả Phật sự quá khứ vị lai và hiện tại